Thưa quý vị, từ đêm qua đến ngày 11 tháng 11, thời tiết chủ đạo tại thành phố Hà Nội là mưa vài nơi và lạnh về đêm, sáng sớm, nắng về trưa và chiều. Sau thời gian trên, Hà Nội được dự báo sẽ đón đợt rét đầu tiên của mùa đông năm 2023-2024. Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ dự báo sáng nay, thành phố Hà Nội nhiều mây, mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, thời tiết lạnh, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 23 độ C. Trưa và chiều mai, ngày 8 tháng 11, Hà Nội giảm mây và nắng, nhiệt độ tăng, mức cao nhất 28 đến 30 độ C. Trạng thái thời tiết nêu trên có khả năng duy trì đến ngày 11 tháng 11. Nhiệt độ có xu hướng tăng dần nhưng mức cao nhất không vượt ngưỡng 31 độ C. Khoảng đêm ngày 12 và ngày 13 tháng 11, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc có cường độ mạnh sẽ tràn tới nước ta. Do vậy, thời tiết Hà Nội có thể có mưa rào, có nơi mưa to và dông, nhiệt độ giảm tới ngưỡng rét. Mức thấp nhất trong ngày 13 và 14 tháng 11 là 15 đến 17 độ C, cao nhất là 19 đến 22 độ C. Đây là đợt rét đầu tiên của mùa đông 2023-2024 ảnh hưởng đến thành phố. Tuy nhiên, theo cơ quan trên nhận định, khoảng cuối tháng 12 năm 2023 và đầu tháng 1 năm 2024, Hà Nội mới xuất hiện đợt rét đậm, rét hại và số ngày xảy ra rét đậm, rét hại có xu hướng thấp hơn so với trung bình nhiều năm.